Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Những vấn đề Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ sáu, thưa quý vị. Trong cái chương trình này, tôi tiếp tục thư chuyện với quý vị về những cái biến cố ở tại Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc và giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân. Thưa quý vị, để bắt đầu bằng cái sự xung khắc giữa Việt Nam và Trung Quốc, tôi cho rằng là sau khi biến cố ngày 26 tháng 5 ở tại khu vực Hải Phận, tỉnh Phú Yên, giữa cái con tàu Bình Minh 2 là cái con tàu khảo sát đáy biển của công ty dầu hỏa Việt Nam đã đụng độ với ba chiếc tàu được gọi là tàu hải giám, tức là cái tàu cảnh sát biển của bên phía Trung Quốc không có võ trang, nhưng mà đây là một cái cơ quan trực thuộc về chính quyền của Trung Quốc đã đi kiểm soát vùng biển, mà những cái vùng được gọi là vùng tranh chấp không thuộc trong lãnh hải của bên phía Trung Quốc. Người Trung Quốc từ năm 1999, thưa quý vị, họ đã đưa ra một cái bản đồ được gọi là bản đồ hình lưỡi bò trình với Liên Hợp Quốc, bao gồm từ 80 tới 85% lãnh hải ở vùng Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, và ăn sâu vào nội địa lãnh hải của Brunei và Phi Luật Tân cũng như là của Mã Lai Á. Thành ra cái vùng biển này đã thành một cái khu vực xung đột giữa các nước trong khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thưa quý vị, tất cả có 10 nước trong cái hiệp hội này. Rất tiếc là đã không có cái sự thống nhất giữa các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để đối phó với cái sự bành trướng và chính sách chiếm hữu tài nguyên của bên phía Trung Quốc bắt nguồn từ năm 1999. Thưa quý vị, sau khi mà họ chiếm được cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, thì ngay từ lúc đó Trung Quốc đã có một cái kế hoạch là phải chiếm lấy toàn vùng lãnh hải của vùng Biển Đông, bao gồm tất cả những cái vùng mà tôi vừa mới trình bày với quý vị. Từ đó cho đến bây giờ, Trung Quốc đã khai thác tài nguyên ở cái vùng này, quanh cái vùng của Hoàng Sa, và họ đã thiết lập những cái khu vực du lịch cũng như là các cái cuộc nghiên cứu. Họ chuyển các cái tàu quân sự của họ xuống vùng Trường Sa, là nơi mà họ đã chiếm của Việt Nam 8 hòn đảo sau cái cuộc đụng độ với quân hải quân của Cộng sản Việt Nam năm 1988. Thưa quý vị, từ đó cho đến bây giờ thì hàng năm họ đã ra lệnh cấm các thuyền bè của Việt Nam đánh cá. Họ ra một cái lệnh chung nhưng mà phần lớn là nhằm vào các thuyền bè của Việt Nam. Từ tháng 5 mà cho đến gần tháng 8, thưa quý vị, trong cái thời điểm đó, họ gọi là cái thời, các ngư phủ Việt Nam gọi là cái thời điểm cao điểm của mùa cá. Vậy mà các cái tàu của Trung Quốc đã kiểm tra và đã kiểm soát cái vùng này, cấm các cái tàu Việt Nam không đánh cá. Trong khi đó thì bên phía Trung Quốc đã cử những cái tàu hải quân để bảo vệ cho khoảng từ 500 đến 700 thuyền đánh cá của người tàu, đã xuất phát từ lãnh thổ của Trung Quốc để mà đánh cá tự do từ vùng Hoàng Sa xuống Trường Sa và đi sâu cả vào gần đảo Côn Sơn của Việt Nam. Thưa quý vị, tất cả những cái khu vực này hàng năm cái tài nguyên ở đó coi như thuộc về của Trung Quốc, và các cái tàu bè Việt Nam đã bị thường xuyên bị tấn công, các ngư phủ Việt Nam thường xuyên bị bắt bớ, bắt chuộc tiền. Và trong một năm trở lại đây thì họ thay đổi cái chính sách, bây giờ họ không có bắt các cái thuyền bè Việt Nam, không có bắt các ngư phủ Việt Nam nữa, ngoại trừ những cái trường hợp vào cái đảo Hoàng Sa để mà tránh bão. Họ bây giờ họ bắt các ngư phủ Việt Nam phải chuyển tất cả các cái tài sản của các cái thuyền đánh cá Việt Nam, cũng như là tất cả những sản phẩm mà đã bắt được ở biển, cá hay là tất cả mọi thứ, để chuyển sang các cái tàu Trung Quốc, và họ thả những cái người ngư dân đó tay không trở về. Đôi khi họ bắt cả những cái thuyền đánh cá của Việt Nam. Thành ra có nhiều người ngư phủ Việt Nam ở tỉnh Quảng Ngãi, và đặc biệt là cái đảo Lý Sơn, là cái đảo mà giữa tỉnh Quảng, biên giới của bãi biển tỉnh Quảng Ngãi ra tới Hoàng Sa, thì thường xuyên đã bị tịch thu tài sản, và đã nhiều gia đình đã bị tán ra bại sản, và có rất nhiều gia đình bị thua thiệt hàng năm 4 đến 5 chiếc thuyền đánh cá. Và số nợ nần của mỗi gia đình như thế lên cả hàng trăm triệu đồng. Đó là một cái sự đau buồn rất là khổ sở của các ngư phủ Việt Nam. Vậy mà Hải quân Việt Nam, đặc biệt là chính quyền Việt Nam, đã không có bất cứ một cái biện pháp nào để mà bảo vệ các ngư phủ Việt Nam. Thì thưa quý vị, nhân cái vụ này, tôi cũng xin đề cập tới cái hội nghị vừa mới chấm dứt ở tại Tân Gia Ba. Cái hội nghị được gọi là cái hội nghị an ninh khu vực.
thì có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc là Lương Quang Liệt, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Robert Gates, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam là ông Đại tướng Phùng Quang Thanh. Thưa quý vị, trong ba cái bài dẫn văn ở tại cái hội nghị này, thì phía Việt Nam đã lên tiếng tố cáo không đích danh Trung Quốc, nhưng mà chỉ nói rằng là cái biến cố tàu Bình Minh 2 bị tấn công vào cái ngày 26 tháng 5 ở khu vực lãnh hải trong nội địa của Việt Nam thuộc tỉnh Phú Yên, cách tỉnh Phú Yên vào khoảng cách cái mũi đại lãnh và khoảng trên 200 cây số, có nghĩa rằng là cách cái biên giới đặc quyền kinh tế của Việt Nam tới 80 hải lý, tức là nằm sâu trong nội địa Việt Nam. Vậy mà ba chiếc tàu của Trung Quốc đã xâm nhập vào cái vùng này để mà tấn công cái tàu Bình Minh 2. Nhưng mà ông Phùng Quang Thanh đã không nói gì đến Trung Quốc. Ngược lại, trong một cái phiên họp riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và cái phái đoàn của Trung Quốc ở tại Tân Gia Ba, vào cái ngày 3 tháng 6 thì ông Phùng Quang Thanh đã nêu đích danh cái biến cố của cái tàu Bình Minh 2 và đã kêu gọi Trung Quốc là phải ngưng ngay tất cả những cái hành động đàn áp đó. Ngược lại, ông Lương Quang Liệt thì phủ nhận rằng là cái quân đội nhân dân của Trung Quốc không hề có nhúng tay vào cái vụ này. Sở dĩ ông nói như thế là bởi vì quả thật là quân đội của Trung Quốc không có những cái hành động trực tiếp để mà tấn công thuyền bè khảo sát của Việt Nam. Đó là cái sự thật. Tuy nhiên, cái đoàn tàu hải giám đó lại là của chính quyền Trung Quốc. Và cái đoàn tàu hải giám đó, thưa quý vị, đã được thành lập từ năm 1999. Họ có vào khoảng độ 3-40 chiếc tàu như thế. Và cái số nhân viên làm ở trên tàu là những cái chuyên gia của Trung Quốc cũng như là của những cái thành viên bán quân sự của Trung Quốc, mặc dù là không võ trang, thế nhưng mà họ đi tuần tra trên các cái khu vực biển mà Trung Quốc cho rằng là thuộc về của Trung Quốc, nhưng mà thuộc về tất cả những cái lãnh hải của các nước lân bang. Và đây là những cái vùng gọi là vùng tranh chấp. Những cái đội hải giám này là cái đội mà có cái nhiệm vụ đi tuần tra trên biển và đi tới những cái vùng tranh chấp không thuộc của Trung Quốc, nhưng mà họ tự đặt ra cái bản đồ, họ cho gọi là cái bản đồ lưỡi bò, hay còn được gọi là cái bản đồ chín đoạn. Thì đây là cái khu vực mà Trung Quốc phá hoại tất cả những cái khả năng tìm kiếm dầu hỏa cũng như về vấn đề kinh tế của Việt Nam, của Brunei, của bên Philippines hay là của Nam Dương. Hai cái nước Nam Dương cũng như là Philippines thì đã phản ứng hết sức mạnh mẽ, đưa Trung Quốc ra trước Liên Hợp Quốc, tố cáo với Liên Hợp Quốc và đã đưa máy bay đến để bảo vệ các cái thuyền đánh cá, đặc biệt là phía Philippines. Trước cái hội nghị ở Tân Gia Ba diễn ra, thưa quý vị, Philippines trong một tuần lễ thôi đã phản đối Trung Quốc tới 2 lần tới Liên Hợp Quốc. Ngược lại, phía Việt Nam không hề tố cáo tới Liên Hợp Quốc, không hề đe dọa là đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế để kiện về vấn đề phá hoại những công cuộc tìm kiếm hay là nghiên cứu của các cái công ty dầu hỏa Việt Nam ở trong ngay trong nội địa của mình. Đấy là một cái hành động mà tôi cho rằng hết sức là nhu nhược, hết sức là yếu ớt của bên phía Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy cho nên trong cái cuộc nói chuyện với Lương Quang Liệt thì Phùng Quang Thanh đã dùng những ngôn ngữ hết sức là mềm mỏng. Ngược lại, phía bên Trung Quốc thì Trung Quốc nói rõ rệt rằng là quân đội của Trung Quốc không hề có mặt ở trong cái vùng biển mà khi xảy ra cái biến cố cái tàu Bình Minh 2. Quả thật là như thế, nhưng mà phía Trung Quốc, chính quyền của Trung Quốc là cái chính quyền tổ chức các cái đoàn tàu hải giám đó, chứ không có phải là quân đội của Trung Quốc. Thành ra họ muốn bắt cá hai tay, họ nói một đường, họ làm một nẻo, mặc dù là không có những cái tàu quân sự. Tuy nhiên, thưa quý vị, như tôi đã trình bày với quý vị, vào cái đêm 31 dạng ngày 1 tháng 6, thì có 3 cái thuyền của Hải quân Trung Quốc, thật sự đó là cái tàu thì đúng hơn, có võ trang và đã xâm nhập vào lãnh hải của tỉnh Phú Yên và đã bắn súng đe dọa các ngư dân Việt Nam đang đánh cá ở khu vực gần Trường Sa, rất còn cách xa Trường Sa rất nhiều, nhưng mà họ đã xâm nhập vào trong đó, họ đánh đuổi các cái thuyền đánh cá Việt Nam và buộc các cái thuyền đánh cá Việt Nam phải rút lui. Đó là cái chuyện mà rõ rệt họ đã dùng vũ khí, các cái đơn vị hải quân của Trung Quốc đã xâm nhập sâu vào lãnh hải Việt Nam. Trở lại cái chuyện tàu Viking 2 mà tôi muốn thư chuyện với quý vị. Cái biến cố thứ hai xảy ra là ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị, cái biến cố này là xảy ra đối với cái con tàu Viking 2 của công ty dầu hỏa Việt Nam thuê mướn của một công ty Pháp đang làm công việc điều nghiên giống như là cái tàu Bình Minh 2 ở trong khu vực
tỉnh Vũng Tàu, chỉ cách tỉnh Vũng Tàu vào khoảng gần 300 cây số. Thì vào 6 giờ sáng ngày 9 tháng 6, thưa quý vị, một cái thuyền đánh cá, lần này là lần một cái thuyền đánh cá rất lớn của Trung Quốc, đã đi thẳng vào cái con tàu Viking 2 và đã chặn đầu và đã cắt dây cáp nghiên cứu của cái con tàu Viking 2. Và sau đó thì có hai cái tàu hải chính, một trong cái tàu đó là con số 311, là một trong cái tàu rất lớn của bên phía Trung Quốc đã đi vào đó để bảo vệ cái chiếc thuyền đánh cá kia. Sau khi đã hoàn tất công việc cắt dây cáp của con tàu Viking 2, thì cả ba chiếc tàu của Trung Quốc đều rút lui và cái tàu Viking 2 đã phải ngưng công tác điều nghiên. Thì thưa quý vị, cái chuyện tàu Viking 2 bị tấn công vào ngày 9 tháng 6 nó xảy ra chỉ cách 2 tuần lễ sau khi con tàu Bình Minh 2 bị tấn công. Cái điều đó chứng tỏ rằng là phía Trung Quốc không có mang gì đến tất cả những cái lời kêu gọi cũng như là cái sự cảnh tỉnh của bên phía Trung Quốc. Cái đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Và phía bên Bộ Ngoại giao thì bà Nguyễn Phương Nga đã lên tiếng phản đối ngay và đòi Trung Quốc phải ngưng ngay lập tức tất cả những cái hành động mà chống phá các cái công cuộc tìm kiếm, nghiên cứu của các con tàu của công ty dầu hỏa Việt Nam ngay trong nội địa của Việt Nam. Nhưng mà đây là cái chuyện mà chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng là phía Trung Quốc không coi Việt Nam là cái gì. Thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình và tôi xin trở lại phần 2 của chương trình.